Chào các bạn. Trong 3 ngày trở lại đây thì trên mạng internet nó có xuất hiện một cái cơn bão, và cái cơn bão đó chắc các bạn cũng đều đã biết ha, đó là do VTV họ thực hiện ba cái video clip vạch trần cái công nghệ làm giả iPhone ở biên giới các bạn ha. Và nếu mà các bạn có theo dõi những cái video clip đó, không biết các bạn có đồng tình với mình là cái vì các phóng viên của VTV đó, họ càng làm càng lố lăng các bạn, càng làm càng sai ha. Các thông tin mà họ đưa ra hoàn toàn sai lệch và hoàn toàn không có chính xác so với ở cái thời điểm hiện nay, đúng không các bạn? Đó, thiết nghĩ VTV đó, họ là một cái kênh lớn, đúng không các bạn? Và khi mà họ đầu tư vào mà để họ đi sâu một cái lĩnh vực nào đó thì họ mình nghĩ họ nên mời một cái chuyên gia am hiểu sâu trong cái lĩnh vực đó để hỗ trợ, để tư vấn họ, để họ đưa ra những cái video clip mà cái thông tin đó, nó chính xác ha, để giúp cho cái người tiêu dùng có một cái nhận định đúng về cái thị trường thì tốt hơn so với những cái video clip hiện nay. Mình có nghĩ giống như là họ cố tình họ giật tít để câu view giống như là các hot girl hiện nay các bạn, chứ chẳng có bất kỳ một cái giá trị nào cho cái người tiêu dùng cả, đúng không các bạn? Thì cái sai lầm thứ nhất của họ là mình nghĩ là ở cái thời điểm hiện nay á, cái iPhone 4 các bạn biết không, nó cũng đâu có còn trộn ở đâu, hầu như là cái giá thành nó rất là thấp, rất là rẻ, đúng không các bạn? Hầu như là người ta không có còn chọn để mua nữa. Thì một cái sản phẩm mà bây giờ trên thị trường họ không có còn ưa dùng nữa các bạn, thì họ các bạn chứ để làm giả làm dựng để làm gì, đúng không các bạn? Đúng không? Và VTV họ sử dụng cái ngôn từ cũng không có đúng các bạn ha. Một cái máy iPhone dựng nó vẫn là cái máy, đúng không? Do Apple, của Apple chứ không phải là cái iPhone giả các bạn ha. Cái iPhone giả đó có nghĩa là như họ nói là iPhone 6 Plus từ một cái về giá có 3 triệu. Xin lỗi các bạn chứ bây giờ các bạn bỏ 3 triệu đó các bạn không mua được cái màn hình của iPhone 6 Plus nữa, chứ đừng có nói là iPhone 6 Plus về Việt Nam giá 3 triệu, đúng không? Họ sử dụng có đúng, cái máy nó không phải là máy iPhone, cái máy là cái máy Trung Quốc. Nó làm nhái cái mẫu mã của iPhone các bạn ha. Nhưng mà bây giờ người tiêu dùng á, họ thông minh lắm các bạn. Họ đâu phải khờ dại ngày xưa nữa đâu. Tại sao? Tại vì bây giờ thế giới là thế giới phẳng, đúng không các bạn? Tất cả họ không biết, những gì họ không biết hoặc là trước khi họ mua họ đều lên họ tham khảo Google, đúng không? Họ tham khảo trên các diễn đàn, các web. Và ở một cái điện thoại mình không cần biết nó là điện thoại gì, khi mà chúng ta lấy cái cọc cáp Lightning chúng ta cắm vào mà iTunes nó nhận, thì cái đó chính là cái điện thoại iPhone, cái đó chính là cái sản phẩm của Apple, chứ không có giả được. Trên thế giới hiện nay không có ai có thể mà giả được một cái thiết bị mà ngoài Apple ra mà có thể là thọt cái cọc cáp Lightning vô mà iTunes nó nhận các bạn ha. Chứ đừng có nói chi đến cái việc restore mà nó ok, đúng không các bạn? Đó, và VTV các bạn họ có một cái đoạn họ quá thần thánh cái cuộn dây đồng các bạn. Họ bảo là cái công nghệ câu dây đồng làm iPhone giả các bạn, màn hình xanh lè gì đó, mình cũng bó tay với lại cái câu tít luôn, cái câu tít luôn bạn ha, họ câu view nhưng mà cái thông tin họ đưa ra sai lệch quá các bạn. Có nghĩa là nếu mà bây giờ á, như mình đây, mình công nhận là cái cuộn dây đồng các bạn ha, nó giúp ích cho mình trong cái công việc sửa chữa điện thoại rất nhiều, nó có thể mang lại cho mình cái thu nhập để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình và giúp ích cho xã hội, tại vì mình fix phone, đúng không, mình sửa được cái điện thoại thì đây cũng một phần tránh ô nhiễm môi trường, và một phần thì khách hàng họ có cái điện thoại họ xài tiếp với cái chi phí chấp nhận được, đúng không? Và mình chỉ fix ở những cái lỗi đơn giản ví dụ như vậy ha, từ điểm A qua điểm B, đúng không? Cái cùng nó sẽ qua một cái cùng dây đồng này đi, không biết vì lý do nào đó, có thể là vì rơi rớt hoặc là vì rớt nước hoặc là vì tự nhiên ha mà nó bị cháy gì đi, đúng không? Thì mình chỉ dùng cái cọng dây đồng mình câu chùm lại từ đây qua đây đó, cho đi ma nói đi bơi vậy thôi đó, mình chỉ sử dụng dây đồng để làm vậy thôi các bạn. Và mình cũng đã tạo được cái nguồn thu nhập cho riêng bản thân rồi. Còn nếu mà như các phóng viên VTV họ có thể dùng cái cuộn dây đồng để họ làm cái iPhone giả, mình nghĩ là họ có thể lên nuôi được cả đất nước Việt Nam này các bạn đúng không? Đúng không, mình không cần biết đó là cái gì. Nếu mà họ lấy được cái củ khoai lang, họ bỏ chiếc nón kỳ diệu, họ quay 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 xong rồi họ đưa ra cái lỗ mà mình chỉ cần lấy cái cọng cáp này nè, mình cắm vô iTunes nó nhận cái ót cái, đúng không, xong rồi restore cái ét cái, xong rồi acti cái két một cái, ok một cái là họ bán giá bao nhiêu mình mua các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ demo cho các bạn cái cách mà mình sẽ sử dụng cái cọng dây đồng để fix cái phone các bạn ha. Thì ở cái máy này nè các bạn sẽ thấy nó sẽ bị cái lỗi là cái camera nó chụp không có được. Các bạn không? Chụp không có được. Thì bây giờ mình sẽ mở cái máy này ra. Đây là cái máy iPhone 5S. Đầu tiên sẽ tắt nguồn nó đi.
cách ly pin và bắt đầu mở cái cụm màn hình lên. Rồi, như các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy ha. Bạn thấy có một cái con biến áp nó bị mất đi các bạn ha. Thì tùy theo cái kỹ thuật mà chúng ta có biết được cái con nào có khả năng câu được hay không. Cái vấn đề này là thuộc về vấn đề kỹ thuật các bạn ha. Các kỹ thuật viên họ sẽ biết. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chùm hai cái điểm nó lại với nhau ha để tạo áp lại cho cái camera. Chỉ là một cọng dây đồng nhỏ câu qua thôi, một cái công việc đơn giản thôi các bạn, chứ không có ghê gớm như là cái việc mà cái clip của VTV mà họ nói, mà các bạn thấy họ nói không chứ có thấy họ một demo đúng không các bạn? Đó bạn ha, đó là cái cuộn dây đồng thần thánh mà VTV họ đã nói các bạn. Đầu tiên mình sẽ si chì cho cái cầm dây đồng, tại vì trên cái cầm dây đồng của bạn ở trong là cái lõi đồng, còn ở ngoài là cái lớp cách điện của nó các bạn ha, phải si cho mất cái lớp cách điện nó đi thì nó mới ăn cái chì được, đúng không? Mình chỉ việc nối từ điểm A qua điểm B thôi. Đối với cầm dây đồng mình sẽ hiện đơn giản hơn các bạn ha, fix những cái lỗi đơn giản của cái iPhone để giúp cho người khách hàng họ có tiếp tục sử dụng được cái máy đó mà không phải bỏ ra một cái khoản chi phí lớn để mua cái máy khác luôn các bạn. Và đó là vấn đề thứ nhất, và vấn đề thứ hai là cái máy này tiếp tục xài được, không có bị bỏ ra ngoài làm rác, làm gây ô nhiễm môi trường, đúng không? Đó là cái vấn đề thứ hai của cái nghề fix thiết bị ha. Fix thiết bị nào cũng được. Nếu mà các bạn lên các bạn xem cái ifix.com á, họ sẽ có một cái câu là như là why do you need to fix, thì sao các bạn, là tại sao các bạn mới phải nên fix thiết bị, cần phải fix thiết bị vậy, đúng không? Cái nếu mà các bạn có theo dõi ở những cái kênh mà công nghệ các bạn sẽ thấy hả, mỗi năm là thế giới thải ra biết bao nhiêu là cái tấn rác công nghệ quá ha, và cái smartphone bây giờ là nó chiếm là cái thị phần cao nhất các bạn. Ngày xưa là máy tính đúng không, bây giờ lên smartphone, nên cái nào fix được thì fix các bạn, cái nào còn tận dụng xài được thì xài. Các bạn thấy không, nhìn kỹ mình thấy một cái cầm dây đồng mình nói từ điểm A qua điểm B, câu dây là chỉ câu vậy thôi các bạn, câu đơn giản vậy thôi á, có những cái câu từ trong con IC ra nó hơi phức tạp một chút thôi, nhưng mà cũng không có đến nỗi mà câu chùm chùm nữa các bạn ha, câu câu thành một cái iPhone giả đấy các bạn, không ai có khả năng câu được thành một cái iPhone giả các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn màn hình, gắn pin vào, bật nguồn lên và test lại cái camera các bạn ha.
Đó, nên mình nói các bạn là iPhone là không có giả, iPhone là iPhone, có nó chỉ là có là sửa nhiều hay sửa ít đúng không, dựng nhiều hay dựng ít thôi, chứ không có giả đúng không. Giả là cái máy điện thoại, cái điện thoại Trung Quốc nó giả cái mẫu mã của iPhone, nói phải nói cho chính xác luôn các bạn, nói sai là chúng chửi cho ha. Còn về cái email mà 1978 thì các bạn biết đó, đâu cái đó không phải là hàng dựng, các bạn không có ai đi khùng mà đi dựng cái email 1978 lên, dựng lên sao bán đúng không. Email khác sườn, khác serial number, khác tùm lum hết, lấy gì bán đúng không. 1978 á thường là do những cái máy là unlock worldwide, hoặc là những cái máy trả bảo hành, có nghĩa là những cái máy đó nó nằm trong một cái chính sách gì đó đặc biệt của Apple ha, mà cái đó thì họ không có cho mình biết đúng không, thì chúng ta chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng mà thật ra những cái máy đó đều là những máy zin đúng không. Còn những cái máy mà các bạn gọi là các bạn mua những cái máy mà gọi là đóng cặp mà email 1978, thực ra là cái cặp đó nó xui, là cái cặp đó là cái cặp worldwide đúng không, cái cặp bị cái cặp 1978 họ lấy ra rồi xong rồi họ mua về họ đóng để họ sửa cho khách đúng không, chứ không có ai mà đi khùng đi nổi mà đi mua cái cặp mà email 1978 về đóng cho khách đúng không, cho khách đóng để dựng máy để bán đúng không, ai mua đúng không. Tại vì các bạn biết cái iPhone nó bảo mật, nó có thứ nhất là cái email in trên sườn đúng không, serial number thì nó in trên siêu nó, nên người tiêu dùng bây giờ họ cũng phải check, họ check cái email trên cái máy xong rồi họ mới xem ở trên sườn trùng hay không đúng không, rồi bắt đầu họ mới xem cái họ check cái email đó rồi họ mới xem ở trong cái siêu coi email với số serial number có trùng siêu hay không, thì làm sao mà đánh lừa được họ đúng không. Đó, và các bạn biết như những cái thương gia họ bán và họ họ cần xây dựng cái thương hiệu của họ, nên không có ai khùng điên đến nỗi mà nhập mấy cái máy tào lao mi lao về bán, có một bán có một hai cái mà đánh mất cả cái thương hiệu của mình gây dựng bấy lâu nay đúng không các bạn. Đó thì cái VTV họ đưa cái thông tin sai lệch như vậy thì mình không biết là họ đồng hành cùng với các doanh nghiệp để cắt cổ người dân, hay là họ đồng hành với người dân nữa đúng không các bạn. Đó, và các bạn như các bạn cũng biết đó, thì về cái mà đổi email đó, nó liên quan nhiều lắm, nó có nghĩa là cái khái niệm mà đổi email đó, nó ra đời từ khi mà cái iCloud bạn, cái những cái máy iCloud có nghĩa là vậy, như ở bên nước ngoài đúng không, họ xài những cái máy không biết lý do gì đó mà người gửi về cho người Việt Nam, cho dân Việt Nam, nhưng mà bị iCloud đúng không, thì không có xài được, thì yêu cầu giờ phải bypass cái iCloud. Thì bypass iCloud có nhiều cách, có thể làm phần mềm, nếu phần mềm đắt quá thì làm phần cứng đúng không, thì làm phần cứng thì phải can thiệp vô main, thì phải thay đổi, có nghĩa là vậy, iPhone nó sẽ quản lý iCloud qua cái số email đúng không? Khi mà các bạn active lên á, nó sẽ lên nó check check trên cái server á ha. Nó check xem cái email này có dính iCloud hay không. Nếu mà email này dính iCloud mà các bạn quên password á, thì các bạn buộc lòng các bạn muốn vượt iCloud này, thì thứ nhất là các bạn có thể mua. Mua thì có nhiều đường để mua thì mình không nói, mà nếu mà các bạn không mua được, các bạn muốn làm bằng cứng á, thì các bạn làm cách nào để các bạn đổi số email này đúng không? Mà các bạn muốn đổi số email này á, là các bạn cũng phải đổi luôn số serial number, tại vì đây là cái vấn đề bảo mật của iPhone các bạn ha. Đó, và như mình đã trình bày các bạn á, thì trên thế giới hiện nay á, chưa ai có cái khả năng á, mà edit cái số email của iPhone, kể cả iPhone 3, iPhone 3G các bạn ha, chưa ai có khả năng mà edit đúng không. Chỉ có iPhone 4 là edit được, là do cái mình sẽ không nói sâu đâu, mình chỉ nói hơi sơ thôi tại vì các bạn sẽ không hiểu đâu. Có nghĩa là khi mà iPhone 4 ra đời, Samsung họ cũng ra đời cái Galaxy S1, và cái iPhone 4 cái đa số linh kiện cho iPhone 4 là do Samsung gia công với Apple, và nó Samsung nó ăn cắp cái công nghệ của Apple để nó đưa lên cái con Surface Pen để nó nhét vô cái con Galaxy S1 của nó, thì nó có giữa cái iPhone 4 và cái con Surface Pen đang trên cái S1 đó, nó có cái tương đồng, và cái tương đồng nó tạo cái lỗ hổng, có nghĩa là có thể dùng để edit cái số email các bạn ha. Nhưng mà edit cũng phải dựa theo một cái số email có thật của Apple, chứ không phải các bạn muốn edit cái số như là 21 hay 69 hay là bla bla thì cũng được đâu. Khi mà các bạn edit trùng email và các bạn phải tìm kiếm cái số serial number trùng để các bạn edit cho cái cặp này trùng với nhau các bạn ha. Nó chứ không phải là làm giả email như là cái trang VTV họ nói đúng không các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi vào cái clip thực tế, đó là mình sẽ demo các bạn cái cách mà vượt iCloud và thay đổi cái email cho cái iPhone 5S các bạn ha. Rồi, như các bạn cũng thấy ha, trên tay mình chính là cái iPhone 5S. Khách hàng họ đem vào với cái tình trạng là dính cái iCloud. Bạn thấy số email chưa? Số email ha, lúc trước khi làm iCloud thì nó sẽ trùng với lại số email trên sườn, đúng không các bạn?
Không, máy có iCloud. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái máy này ra. Gửi như nút home ra, phải không? Mà cái số email trên sườn á, nó sẽ các bạn khi mà bạn chat á, nó sẽ trùng với cái số serial number nằm trên cái siêu đó, các bạn ha. Ok, ở đây một cái máy đã sửa nhiều các bạn không? Nó nhìn rất cái số serial number nó bị mất tiêu rồi. Nhìn vô là biết cái máy zin hay không zin liền đúng không các bạn? Còn đây là cái máy mình đã vượt iCloud rồi các bạn thấy không? Cái số email nó sẽ trùng với số email trên cái bịch cái cặp iCloud mua về. Ha, nó sẽ khác cái số email dưới sườn. Các bạn thấy không? Và cái số email nó sẽ khác về cái số serial number trên cái siêu luôn các bạn ha. Nó sẽ trùng với cái số serial number ở trên cái bịch đó thôi, đúng không các bạn? Có nghĩa là bây giờ ở bên Trung Quốc á ha. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ dỡ cái siêu này ra. Để mình sẽ test cho các bạn thấy là cái cách thay CVBand để là đổi cái số email ha. Vì cái số email nó nằm trong CVBand đó và nó đồng bộ với cái con ROM các bạn ha. Chỉ cần thay CVBand thôi là các bạn thấy email nó khác rồi nè, nhưng mà số serial number nó không có sync được á, nên là nó không có active được các bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình khò mình sẽ sử dụng cái máy khò các bạn ha, nó rất là nóng, các bạn thấy không? Nó cháy luôn. Đó. Ok, và đây chính là cái cách mà các bạn nhìn thấy cục pin nó còn zin hay không các bạn. Ở một cái cục pin zin đó, các bạn thấy ha, nó sẽ còn một cái miếng keo ở trên đầu các bạn ha. Đó, còn những cái cục pin mà nó thay rồi thường các bạn sẽ không thấy cái miếng đâu các bạn. Các bạn có thể xem cái video clip mà hướng dẫn thay pin 5S cho mình đó, các bạn sẽ thấy được cái công dụng của cái miếng đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thay thế thử CB band đó các bạn ha. Con CB band đó là mua bên Trung Quốc về. Và bên Trung Quốc họ cũng lấy con CB band đó từ một cái máy iPhone chết, có nghĩa là cái iPhone nó bị rớt nước hoặc là bị đập gì đó, nó bị lỗi ở một cái phần khác mà con CB band còn ok đúng không? Thì họ sẽ lấy tận dụng lại. Đúng không? Và đôi khi có những cái cặp á nó bị Apple nó thu về các bạn, thì nó đưa vào cái danh sách blacklist á, nên là chúng ta check không có được các bạn ha. Nhưng mà nó vẫn là cái con CPU zin của Apple và email này vẫn là email zin của Apple, chứ không phải là làm giả hay làm nhái gì hết đó các bạn. Tất cả đều zin hết. Hàng Apple mà đụng đến bảo mật là các bạn phải hàng zin mới mới làm được ha, chứ đóng mà đồ tầm bậy vô á là các bạn phải restore không có được đâu. Ok, sau khi thay thế cái con CB band đó thì các bạn sẽ thấy mình sẽ restore và các bạn thấy cái số email của nó sẽ khác cái số email trên sườn rồi, và nó sẽ trùng cái số email ở trong cái bịch mà bên Trung Quốc đưa về các bạn ha. Nên khách hàng họ nhìn vô là họ biết được cái máy này là có làm bằng cứng nhiều hay chưa, họ biết liền à, đúng không các bạn? Nên thực ra là không có cái công nghệ mà làm giả email hay là làm giả email với các bạn ha. Email này chính là email zin của Apple và con CPU cũng là CPU zin của Apple luôn, chứ không có chuyện giả ở đây các bạn. Chẳng qua là chúng ta sử dụng một cái số email ở một cái máy khác không có bị iCloud để chúng ta vượt iCloud cho cái main bị iCloud các bạn ha, và cái máy kia nó đã bị chết rồi, không có xài được nữa thì tận dụng linh kiện nó lại, đúng không? Để sửa cái máy này lên được xài ok. Thì có nghĩa là hai máy gom thành một máy thôi đúng không bạn? Chẳng hạn còn hơn là bỏ hai máy, các bạn thấy không, đúng không? Bạn thấy không? Email đóng vào đó, nó sẽ trùng với email mà ở bên Trung Quốc họ đưa về, họ cung cấp cho chúng ta. Rồi thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây các bạn ha. Hy vọng là qua cái video này các bạn sẽ có một phần nào đó hiểu hơn về cái ngày sửa chữa điện thoại và cũng như cái cách vượt allow và cái cách thay đổi email cho cái iPhone ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.